Những người sau đây tuyệt đối không ăn mít nhé, kẻo rước họa vào thân. Mình mời các bạn cùng ra vườn để hái mít với mình. Đây là mít nhé các bạn nhé. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những ai không nên ăn mít để tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Và mình vừa mới ngắt một quả mít chín về. Đây là cây mít nhà mình nhé, đang ra quả rất là nhiều nhá, từ gốc lên ngọn đấy ạ. Cái này thì bé hơn, quả nó vẫn ra bé đấy ạ. Mít chín nhé, và bây giờ mình bổ mít thì để mình nói về những người không nên ăn mít. Các bạn rửa tay sạch, mình cho một ít dầu ăn, mình sát vào tay thì tay sẽ không bị dính dầu dính nhựa nhé. Và trên con dao các bạn cũng cho mình ít dầu để khi chúng ta bổ mít ấy nó sẽ không bị khéo, không đứt tay các bạn ạ. Đấy, có một lớp dầu chúng ta sẽ không bị dính ạ. Rồi bây giờ mình sẽ bổ mít ra. Mít là một loại trái cây rất là quen thuộc. Ở Việt Nam chúng ta thì mít có quanh năm nhé, mỗi mùa một loại mít. Và ngon như thế này. Mít là một loại trái cây đặc biệt tốt cho sức khỏe nhé, nhưng một số người tuyệt đối không nên ăn mít các bạn ạ. Giá trị dinh dưỡng của quả mít thì theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 100g thịt mít có chứa tới 157 calo, 1g chất béo, 38g carbon hydrate và 2,8g protein. 2,5g chất xơ. So với các loại trái cây khác, hàm lượng protein của loại quả này ở mức cao nhé, chỉ thua kém các loại trái cây, các loại quả họ đậu các bạn ạ. Mít còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng quan trọng khác như vitamin C, kali, canxi, sắt. Ngoài ra mít còn là nguồn cung cấp vitamin B6 ạ, riboflavin hay là acid folic, niacin, những khoáng chất có tác dụng tốt đối với hệ thần kinh ạ. Những tác dụng của mít đối với sức khỏe, thứ nhất là tăng cường hệ miễn dịch. Mít là loại trái cây có nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Vitamin C này thì là loại chất giúp chúng ta chống lại các hiện tượng nhiễm virus hoặc là nhiễm khuẩn nhé. Vitamin C còn tăng cường khả năng chống miễn dịch bằng cách hỗ trợ chức năng tế bào máu trắng ạ. Thứ hai nữa, chống bệnh ung thư nhé. Ngoài vitamin C, mít còn rất giàu các chất dinh dưỡng như isoflavon hay sapolin. Đây là những hoạt chất có tác dụng đặc tính chống ung thư và chống lão hóa. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào. Nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh liên quan đến thoái hóa các bạn nhé. Thứ ba là giúp tiêu hóa nhé, hoạt động đúng chức năng. Mít có chứa nhiều chất có đặc tính chống loét hay là rối loạn tiêu hóa nhé. Mít cũng chứa nhiều chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón và tiêu dễ giúp đi tiêu để đi tiểu hay tiện nhé, sẽ dễ dàng hơn ạ. Loại chất xơ này cũng có tác dụng loại bỏ các màng nhầy bám vào ruột, từ đó giúp chúng ta giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già hay gọi là đại tràng đấy các bạn ạ. Thứ tư là duy trì sức khỏe đôi mắt nhé và làn da. Mít chứa nhiều vitamin A là các dưỡng chất tốt cho sức khỏe và trong việc duy trì sức khỏe của đôi mắt và làn da, giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng hay bệnh quáng gà nhé. Thứ năm nữa là bổ sung năng lượng. Mít được coi là một loại trái cây năng lượng nhờ vào lượng đường fructose nhé hay là sucrose, giúp bổ sung thêm năng lượng ngay lập tức khi chúng ta cần bổ sung năng lượng ạ. Thứ sáu là phương thuốc điều trị chứng cao huyết áp.
Kali có trong mít được chứng minh là có tác dụng hạ huyết áp. Ăn mít thường xuyên là một cách để làm giảm nguy cơ bị đau tim và đột quỵ. Thứ bảy là giúp xương chắc khỏe. Mít rất giàu magie và một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc hấp thu canxi và kết hợp với canxi để giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Thứ tám là ngừa thiếu máu nhé. Mít có chứa nhiều sắt giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu và kiểm soát lưu thông máu trong cơ thể một cách hiệu quả. Cho nên chúng ta có thể sử dụng mít. Khi chúng ta mua mít thì chúng ta nên mua mít đảm bảo chất lượng không bị hỏng hóc nhé. Và mít ngon ạ, không có thuốc bảo quản, nhưng mít của mình là mít ở cây thì có thế nào mình ăn thế nhé ạ. Đây các bạn, mình sẽ bóc những múi mít này ra nhé. Đây là mít Thái cho nên là nó không như là mít ta, mít quê hoặc là mít mật thì nó sẽ mềm nhé. Bóc mít xong đây ạ, mình đã được những múi mít rất là ngon như thế này nhé. Mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Rất ngọt và ngon ạ. Những người sau đây tuyệt đối không nên ăn mít, hoặc ăn mít thì phải nên dè chừng các bạn nhé. Thứ nhất là người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Mít chứa nhiều đường không tốt cho gan, còn dễ gây nóng trong người. Những trường hợp bị gan nhiễm mỡ có kèm viêm gan vừa và nặng nhé, nên cẩn thận khi ăn mít ạ. Thứ hai là bệnh nhân tiểu đường. Mít có chứa đường fructose nhé, hay glucose. Khi ăn mít vào cơ thể sẽ thấy hấp thu ngay, dẫn đến cái hàm lượng đường trong máu tăng nhanh nhẹ, tăng cao nhanh chóng thì rất là hại đối với bệnh nhân tiểu đường nhé. Thứ ba là bệnh nhân bị thận mãn tính. Mít giàu kali, thận suy nên không làm tốt được chức năng của đường tiêu hóa, khiến kali bị ức chế đọng lại trong dẫn đến cái tình trạng kali trong máu tăng nhé. Thứ tư là người bị suy nhược cơ thể hay người sức khỏe yếu có thể ăn mít vào sẽ dễ bị đầy bụng, khó chịu, tim phải làm việc nhiều, có thể dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp nhé. Và thứ năm là các bệnh nhân mãn tính. Những người có bệnh mãn tính có khả năng ảnh hưởng từ khi ăn mít ạ. Không nên ăn quá nhiều, tối đa chỉ ăn từ 3 đến 4 múi mỗi ngày các bạn nhé. Lưu ý khi ăn mít, sau khi ăn cơm thì khoảng 1 đến 2 giờ thì hãy ăn mít nhé. Không ăn mít khi bụng đói sẽ gây ra đầy bụng, khó tiêu nhé. Nên ăn vừa phải vừa đủ để tốt cho sức khỏe. Nên ăn mít kèm với các loại trái cây khác để hỗ trợ cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể ạ. Khi ăn cần nhai kỹ, không nên ăn mít vào buổi tối hoặc buổi chiều nhé. Người nóng trong hay nổi mụn nhọt khi ăn mít cần bổ sung đủ nước, khoảng 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày ạ, kết hợp với cả rau xanh nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ những ai không nên ăn mít ạ. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ.